Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một gói cước mà các bạn có thể vừa combo lên mạng này, nghe gọi này, thậm chí là nhắn tin là miễn phí luôn, mà chi phí là rất thấp, có thể nói là vừa phải của nhà mạng Vinaphone. Đó chính là gói Smart 1. Ok, muốn tìm hiểu thì các bạn đầu tiên hãy cứ truy cập vào website vinaphonevn.com, sau đó là tìm đến tiêu đề bài viết nhận 31GB, 1.500 phút gọi nội mạng, 20 phút gọi ngoài mạng với gói Smart 1 của Vinaphone. Tất nhiên link của website, link của bài viết ấy thì mình sẽ để ở phần mô tả của clip này. Các bạn cứ kéo xuống phần mô tả của clip, rồi sau đó click vào link để tìm đọc và hiểu rõ hơn về gói cược. Sau đó rồi hãy đăng ký. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm vào và đọc. Nội dung của gói cược này như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết. Cụ thể thế này, thông tin về gói cược Smart 1 của Vinaphone. Cược phí đăng ký hàng tháng là 109.000, thời gian sử dụng là 30 ngày. Đối tượng tham gia là tất cả thuê bao trả trước của Vinaphone. Về ưu đãi dịch vụ, ok, các bạn thấy không, rất nhiều ưu đãi các bạn ạ. Miễn phí 1.500 phút để gọi nội mạng. Tiếp theo là miễn phí 6GB để mà dùng tốc độ cao để truy cập mạng. Ok, 6GB này thì bạn có thể đọc báo, chơi game, nghe nhạc, xem YouTube thoải mái. Ok, rồi tiếp theo tới là miễn phí 25GB để xem trên các ứng dụng MyTV Net, VOD, Netshow, Zalo. Tức là 25GB này thì bạn có thể vào ứng dụng MyTV Net chẳng hạn, bạn có thể tải ứng dụng này về, một ứng dụng MyTV đấy các bạn. Rồi có thể xem phim, xem tin tức, đặc biệt là có thể xem bóng đá trên MyTV thì vô tư. Có cả các chương trình cá cộng kèm theo trên MyTV đấy. Miễn phí 20 phút gọi ngoài mạng, miễn phí 20 SMS nội mạng. Đó, chỉ chi phí là khoảng chưa đến 110.000 mà bạn có tất cả ưu đãi đến cho các bạn rồi. Về cách đăng ký gói cược Smart 1 của Vinaphone thì có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn soạn tin nhắn SMS cách DL, cách số điện thoại đại lý và gửi 1543. Cách thứ hai, nếu các bạn đang truy cập bằng điện thoại ấy thì chỉ cần nhấn vào nút đăng ký qua SMS là ngay lập tức hệ thống sẽ chuyển sang một tin nhắn và các bạn chỉ việc gửi đi là hệ thống sẽ ghi nhận đăng ký thành công cho bạn. Mình ví dụ luôn cho các bạn đi. Ok, mình sẽ nhấn vào nút đăng ký qua SMS đây. Đó, các bạn thấy không? Ngay lập tức chuyển sang một tin nhắn cho các bạn. Và các bạn chỉ việc để nguyên như vậy và nhấn nút gửi đi. Sau đó thì nhà mạng sẽ ghi nhận là bạn sẽ đăng ký thành công. Rất đơn giản. Ok, mình cùng quay lại. Một số các bạn sẽ đăng ký không thành công gói cược. Thì nguyên nhân là do đâu? Ok, nguyên nhân thế này. Một là tài khoản chính của các bạn không đủ tiền để đăng ký gói cược. Tất nhiên là bạn cần phải nạp thêm tiền. Hai, bạn soạn sai tin nhắn cú pháp hoặc là chưa đúng mẫu ấy, thì bạn cần phải soạn cho chính xác hoặc là đăng ký bằng cách là nhấn vào nút đăng ký qua SMS để nguyên như vậy và sau đó nhấn nút gửi đi là nhà mạng sẽ ghi nhận cho các bạn. Thứ ba, thuê bao bạn không thuộc đối tượng đăng ký gói cược. Đối với trường hợp này thì bạn cứ lựa chọn một gói cược phù hợp hơn của nhà mạng Vinaphone để đăng ký. Các bạn có thể thấy đây, có rất nhiều gói cược của nhà mạng Vinaphone mà website vinaphonevn.com đã liệt kê cho các bạn. Nói chung các bạn cứ vào website vinaphonevn.com chắc chắn sẽ có một gói cược cho các bạn. Đây, có những gói cược 100GB, 200GB, 4GB, 3GB một ngày cho các bạn sử dụng đây. Đặc biệt nếu các bạn mà có nhu cầu lớn hơn về sử dụng trong một năm chẳng hạn. Tại fanpage này thì bọn mình đã cung cấp rất nhiều các sim. Các bạn có thể dùng data khủng hoặc là nghe gọi thoải mái trong vòng cả năm. Ok, các bạn cứ ghé fanpage của mình, bên mình để nhận sim. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký gọi SM1 của Vinaphone. Rất nhiều thông tin bổ ích cho các bạn và chi phí rất thấp, các bạn được ưu đãi rất lớn. Nếu các bạn đến đây mà thấy hay rồi ấy, thì nhớ like và chia sẻ cho mình hoặc là cứ ghé website vinaphonevn.com để lựa chọn cho mình một gói cược khác phù hợp hơn hoặc là chi phí phù hợp hơn.
tại website vinaphonevn.com mà mình để link tại phần mô tả đây. Các bạn cứ kéo xuống phần mô tả và kéo và đọc, click vào link để vào website. Thì tại phần menu cũng có rất nhiều các thông tin gọi cửa cho các bạn. Đấy, nếu các bạn tùy theo nhu cầu của các bạn như cần gọi nhiều hoặc là data nhiều thì các bạn cứ vào đây lựa chọn các gọi cửa phù hợp. Đây, các bạn thấy không? Có rất nhiều thông tin cho các bạn luôn. Hoặc là tòa trang chủ cũng có rất nhiều gói cược hàng ngày mà các bạn có thể sử dụng với chi phí bỏ ra rất thấp. Đó. Bây giờ các bạn cứ việc tìm đến website vinaphonevn.com và link mình đã để phần mô tả ấy. Vào đây, ngoài việc lựa chọn và đăng ký gói smart 1 thì có rất nhiều lựa chọn cả gói cược khác cho các bạn đăng ký và sử dụng. Các bạn nhớ like, share, chia sẻ để ủng hộ mình. Xin cảm ơn các bạn.